Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Viêng Chăn, trưa ngày 22 tháng 7 tại văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào Bua Khong Nam Ma Vong đã tổ chức họp báo. Thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25-26 tháng 7 tới. Thông cáo cho biết đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam, Việt Nam Lào không ngừng phát triển. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết nhất của Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong hai ngày 25-26 tháng 7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.